tàu nhà ở Bắc lẫn Nam, ở tuổi 24, Khánh Vy giàu đến mức nào? Ngày 4 tháng 2 vừa qua, nữ MC đình đám của VTV đã chia sẻ cô đã mua căn nhà thứ hai của mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2022, Khánh Vy và bố mẹ đã du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh và cảm thấy ưng khí hậu và thời tiết nơi đây. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết thời gian qua cô phải di chuyển khá nhiều giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì đau đầu nghĩ ở đâu, chọn homestay nào thì cô nàng đã quyết định mua một căn nhà để làm điểm dừng chân. Trước đó, nữ MC đã sở hữu một căn nhà ở Hà Nội và đón bố mẹ đến ở cùng. Căn hộ rộng 100m², có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và 1 ban công. Khánh Vy còn tiết lộ đã mua xe ô tô năm 19 tuổi, tặng bố mẹ một mảnh đất vào năm 20 tuổi, chi cả 100 triệu đồng cho những chiếc túi hàng hiệu như Gucci, Chanel, Dior. Nhờ tài năng và tên tuổi của mình, nữ MC không ngần ngại chia sẻ các nguồn thu nhập của bản thân. Khánh Vy từng tiết lộ bản thân kiếm tiền qua nhiều kênh khác nhau. Bên cạnh là một MC, cô còn làm YouTube, cộng tác với nhãn hàng làm KOL quảng cáo, viết sách, đầu tư bất động sản và chứng khoán. Để có được những tài sản như hiện tại, bên cạnh nguồn thu nhập khủng, Khánh Vy cũng nhấn mạnh vai trò của việc quản lý tài chính cá nhân. Dựa trên câu nói nổi tiếng của Warren Buffett, đừng tiết kiệm sau khi tiêu, hãy tiêu sau khi tiết kiệm. Cụ thể, khi nhận được một khoản tiền, cô sẽ chuyển một số tiền nhất định vào tài khoản tiết kiệm trước. Số tiền dư ra sẽ được dùng để phục vụ các nhu cầu khác của cuộc sống.